Bộ trưởng Môi trường Thái Lan Varaut Simpaacha ngày 2 tháng 7 xác nhận, chuyến bay chở con voi có khối lượng lên tới 4 tấn đã hạ cánh an toàn tại thành phố Chiang Mai vào 14 giờ cùng ngày. Con vật sẽ được cách ly tại một khu bảo tồn thiên nhiên gần đó. Hoàng gia Thái Lan đã tặng voi cho chính phủ Sri Lanka. Sau đó, con voi được chuyển đến ngôi đền Khande Viharaja, nơi nó được đặt tên là Muthuzara và được trao những vai trò danh dự trong các nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, nhóm bảo vệ quyền động vật phi chính phủ Daily for Animal Rights and Environments cho rằng Muthuzara đang bị ngược đãi, bị buộc phải làm việc với một đội khai thác gỗ và những vết thương của nó đã bị bỏ mặc. Năm ngoái, tổ chức này đã kêu gọi các quan chức Thái Lan can thiệp để buộc phía Sri Lanka trả lại con voi.